ta sẽ làm cái nội dung về giảm diện tích rừng, khai thác rừng trái phép. Thì khai thác rừng trái phép thì nó sẽ áp dụng cho toàn bộ những diện tích nào là diện tích đất có rừng từ 1 cho đến 76, thì khai thác trái phép thì nó đều xếp vào cái mục này. Thì sau khi khai thác trái phép nó thành đất trống, nó thành 87 đến 98. Thì cái này thì đây tôi sẽ lấy một cái trường hợp ví dụ nhanh thôi. Thì đây tôi sẽ lấy cái lô này, cập nhật cái diện tích này rất nhanh, tôi cũng bỏ qua cái bước cắt nhé, cứ cho là các anh chị đã cắt rồi đi, anh chị đã cắt xong rồi. Đấy, giờ tôi lấy cái lô này đi, là cái lô mà bị khai thác rừng trái phép. Đấy, chúng ta chọn này, ok này, khai thác rừng trái phép. Đấy, thì cái này thì nó rất là đơn giản thôi đúng không ạ? Xong thì nó sẽ mặc định nó về. Thì đây bây giờ nếu mà nó về 83, 87 hay các loại mã này thì các anh chị chọn tương ứng, sẽ để cho nó mặc định là về 87. Đấy, còn ví dụ như là chúng ta tiến hành gọi là làm hàng loạt này, ta sẽ tiến hành ta làm hàng loạt này. Đấy, loại đất loại rừng này, giảm diện tích rừng, khai thác rừng trái phép. Đấy, ta sẽ click vào đây, ok, đặc điểm rừng này, về sau nó về mã gì, 83 hay 87 thì tùy các anh chị chọn nhé, để cho nó phù hợp. Ok, đấy thì đấy là cái vấn đề khai thác rừng trái phép. Thì tương tự với cả cái phần cháy rừng này, rồi là phá rừng, lấn chiếm rừng, thì chúng ta cũng sẽ làm tương tự thôi. Thì cách làm thì đấy, thì ví dụ đây tôi cũng sẽ làm một lô và tôi làm nhiều lô. Đây ví dụ là chỗ này, cái lô rừng này tôi sẽ làm cho cái vấn đề về cháy rừng này, giảm tích rừng này, tôi sẽ làm cháy rừng này. Đấy, cháy rừng này, ok, một lô này. Cái này nó gần giống nhau hết, thì là làm nó rất là dễ thôi. Chỉ có lô rừng nó không bị cái lỗi gì cả là sẽ xong. Đây, cháy rừng xong nó thành 83 hay 87 thì tùy các anh chị chọn. Đấy, đấy là làm cho một lô. Ví dụ bây giờ làm hàng loạt này, làm hàng loạt 3 lô chẳng hạn. Ví dụ thế, 3 cái lô này. Đấy, vấn đề là các anh chị phải có cái dữ liệu đầu vào, các anh chị làm cho nó chuẩn. Đây, tiếp tục là đất loại rừng này, chúng ta sẽ vào cái phần giảm diện tích rừng, tôi sẽ chọn cháy rừng này. Đấy, ok đúng không ạ? Đặc điểm rừng này, ví dụ đây cháy xong nó về trạng thái 83. Đấy, thì đấy các anh chị thấy là như vậy là đã thành công rồi. Đây các anh chị cũng có thể là chọn cái này và chúng ta hiển thị cho cái trạng thái nó cháy rừng này. Đấy, đấy, đấy các cái lô mà vừa cháy chúng ta vừa tạo này đúng không ạ? Ta vừa làm một lô và làm đồng loạt 3 lô đúng không ạ? Đây ta có thể kiểm tra lại cái vấn đề cháy rừng này, 3 cái lô này đúng không ạ? Đây 3,98 thôi. Đấy đúng không ạ? Còn vừa rồi là chúng ta còn làm một cái nữa là khai thác rừng trái phép đây đúng không ạ? Ta có thể hiển thị là vừa rồi ta làm 3 lô. Đấy thì nó sẽ ở đây các cái trạng thái này. Đấy, tương tự thì ta cũng có thể làm đối với cả các cái trạng thái rừng khác. Ví dụ bây giờ tôi sẽ làm sang một cái diễn biến giảm diện tích rừng nữa, là cái về lấn phá rừng hoặc lấn chiếm rừng. Cái này tùy là phá rừng hay lấn chiếm rừng thì anh chị chọn cho nó phù hợp. Đấy, ok, cập nhật thì cái này nó rất là dễ thôi, nên tôi sẽ đi rất là nhanh. Đấy, đấy nó về 83, về 87 hay mã nào thì tương tự các anh chị cũng sẽ chọn. Đấy, tương tự đây tôi sẽ lấy hai cái lô này để tôi tiến hành là làm hàng loạt này. Các anh chị cứ khi mà cập nhật xong một phần mềm thấy nó ghi nhận vào trong cái đấy, nó là phá rừng là chân rừng, ok, đặc điểm rừng này. Đây, ok, đây về 83 đi. Đấy, hệ đây thì ví dụ đây chúng ta có ba cái lô này là tổng diện tích là 2,28, thì về ở đây chúng ta cụ thể là sử dụng công cụ này đúng không ạ? Đây nó là lấn chiếm rừng đây đúng không ạ? Đây ta lọc đây 2,28 đúng không ạ? Đúng bằng cái diện tích này 2,28. Đấy, chúng ta chỉ cần nó báo ở đây là cập nhật thành công, và thứ hai là trong các cái bảng này cái chúng ta có thể kiểm tra, hoặc là chúng ta kiểm tra nhanh bằng cái này thôi. Đấy, thì dự án họ thiết kế cái này tôi cho rằng là rất hay, để chúng ta kiểm tra rất là nhanh. Rồi còn tiếp theo là đối với các cái phần về giảm diện tích rừng, tôi sẽ làm thêm một số các cái trường hợp mà khác về cái giảm diện tích rừng cùng trong một cái này luôn, giảm diện tích rừng. Thì bây giờ tôi sẽ làm là cái phần đề là chuyển đổi mục đích sử dụng đất đã tác động. Từ đây anh chị hình dung là đây, là đây tôi sẽ mở cái slide nói về cái vấn đề là đã tác động. Đây là đã tác động, tức là nó đang là ở trạng thái là có rừng mà nó chuyển thành cái trạng thái đất trống. Đấy, và là cái này các anh chị lưu ý nhá, là cái nợ quy hoạch ấy, thì về sau ấy, cái tình trạng quy hoạch này nó sẽ bằng 2 và mục đích sử dụng này nó sẽ bằng 17, tức là nó sẽ là không còn được thống kê vào báo cáo nữa. Đấy, và trong này cái diện tích của cái năm này nó sẽ giảm xuống luôn. Thì đấy, thì bây giờ các anh chị để ý là đây chúng ta thấy là ví dụ cái lô này tôi sẽ chuyển mục đích sử dụng đất sang cái khác đã tác động này, bây giờ nó không còn là rừng nữa. Đấy, đây
Ok thì đây anh chị thấy không? Nó sẽ không còn là đất lâm nghiệp nữa. Ok đó, rồi tôi sẽ thử tạo một cái diễn biến hàng loạt cho cái trạng thái này. Đây cũng chính là cái công việc mà tôi thường sử dụng để tôi test cái phần mềm đấy. Tôi sẽ phải đi làm từng cái diễn biến này một đây. Đó, rồi mục đích khác này, công trình công cộng này, ví dụ tại đặc điểm rừng sau khi xong này thành mã 87. Ok xong đấy, tương tự thì tôi cũng có thể check lại bằng cách là tôi cho nó vào đây đã tác động này. Đấy, tôi thấy là đã tác động đây, nó chỉ ghi nhận là có một diễn biến. Thế thì hai cái diễn biến này là hai diễn biến này tôi sẽ xem lại xem là mã 87 đã không tính vào trong quy hoạch. Tôi sẽ kiểm tra lại cái lịch sử lô rừng không phải đất lâm nghiệp đã ghi vào đây, nhưng mà ở đây thì sẽ không hiển thị à. Lịch sử đất à, cập nhật hàng loạt đây, đây có lỗi nha, chỗ này có lỗi nha. Chị xem thử cái lịch sử xem nào, kiểm tra cái biểu 8 này xem nó có được ghi nhận vào đây không. Chuyển mục đích được ghi nhận vào đây một dòng, chỉ có một dòng duy nhất, hay là tôi chọn sai ngày. Tôi thử xem, tôi sẽ kiểm tra lại xem tôi có chọn sai ngày không. Đây hôm nay tôi vẫn chọn ngày 29. Như vậy là cái này có lỗi, chuyển mục đích chủ đất đã tác động thì mới chỉ ghi được một cái diễn biến. Ở đây có thay đổi nhưng mà cái diễn biến thì thấy có ghi vào lịch sử diễn biến vào đây nhưng mà chưa thấy ghi vào đấy. Bây giờ tôi sẽ thử khôi phục lại cái lô rừng này xem nếu mà khôi phục được lại đấy. Bây giờ khôi phục được lại đây, bây giờ đã khôi phục được lại rồi. Bây giờ tôi sẽ thử làm thử cho một lô, tôi sẽ làm thử cho một lô thì khả năng là nó vẫn ghi vào lịch sử diễn biến đấy. Đấy, đã tác động này. Tôi sẽ làm lại cái này xem thế nào. À, có vẻ như đây này, cái lô rừng này nó bị cái lỗi này. Đấy, nó bị cái lỗi này. Thế cho nên khả năng đây nó chính là cái trường hợp và có thể là nó bị lỗi do cái này đây. Do cái này nó dẫn đến là nó không ghi được vào lịch sử diễn biến. Đó, tôi phỏng đoán là như vậy. Đây cả cái chỗ này. Cái lô này thì không có gì cả nhưng mà cái này thì có vẻ sai nhưng mà phần mềm chắc là không phát hiện ra. Lô này thì bị cái lỗi này đấy, như cái lô lỗi này thì chắc chắn là không làm được hàng loạt rồi. Ok tôi sẽ lấy thử một cái lô khác để tôi làm được đây, no contact. Ok tôi sẽ lấy thử hai cái lô này là hai cái lô mà không bị lỗi thì phần mềm nó sẽ làm. Ok tôi sẽ làm cái diễn biến là đây, tôi sẽ này quên này đi cam này, tôi sẽ lấy hai cái lô này, tôi làm cái diễn biến hàng loạt. Tôi cứ nhầm chỗ, tôi chọn lại này. À, loại đất loại rừng này nhiều hơn một mã. À, cái này là 65 mà 65, cái này là 87. À ok cái lô này tôi phải khôi phục lại đã, tôi phải khôi phục lại lịch sử lô này đã. Chưa khôi phục được, nó tạo thành hai cái dòng diễn biến. Ok bây giờ tôi sẽ thử đối với cả hai cái lô này, nó không có lỗi xem là nó có báo trường hợp vừa rồi không. Loại đất loại rừng này tôi sẽ cập nhật cái diễn biến giảm do chuyển đổi mục đích sử dụng đất khác đã tác động cho mục đích là làm công trình công cộng đi, sau khi xong về là 87. Ok tôi sẽ rồi ngày tháng diễn biến ngày 29 đi. Đấy đã báo diễn biến tạo thành công nha. Bây giờ tôi sẽ mở thử cái này, tôi hiển thị đó, nó tác động. Cái này nó vẫn chưa trả nha, nó vẫn chưa trả này. Thì nếu cái này không trả thì tôi cũng khả năng cao là ở đây cũng sẽ không trả cái diễn biến này. Đúng như vậy, đây toàn bộ diễn biến ngày 29 này không có diễn biến của cái chuyển đổi mục đích này. Như vậy là xác nhận là phần mềm bị lỗi. Với trường hợp này thì cần bắt buộc là phải khôi phục lại lịch sử thôi, khôi phục lại lịch sử và làm thủ công.
rất là nhiều này, không có mã loài cây.